Tao nên giùm anh cái. Tao nên phụ máy giùm anh cái lẹ lẹ. Cũng nên phụ máy á nó nãy á. Giờ mấy em đi bên ơi, bên. Giờ bên nữ đi bên. Gáp sao Cường ơi, anh mới đổi đầu á. Tới coi màn hình đó, nó mới đổi ra qua cái đầu này xuống tới coi lại cái màn hình Vũ Đình Tiến. Nó chập chờn lắm. Nói. À, trọng tài đứng vậy chết mà luôn. À. Bữa nào quay cũng bị trọng tài kiểu này á. Sao quay quay đít trọng tài không? The winner is Phan Thu Nhật Dân. Under 62 kg male white, Đoàn Võ Năm.